những tình huống hài hước khó đỡ về động vật. Đang livestream tập thể dục buổi sáng thì một vị khách bất ngờ ghé thăm. Ồ không không, chạy thôi Lu ơi. Tỷ Đông hiếp yếu ba chú chó cùng súng lại, tấn công chú mèo. Ở bên ngoài người bạn của chú thấy bất bình nên đã lao vào giải cứu một cách ngoạn mục. Còn đây là một màn săn mồi khá kỳ lạ. Sau khi chậm rãi bước đi, có vẻ như chú heo rừng này cảm thấy nguy hiểm đang đến gần nên chú chạy thật nhanh để vượt qua tầm kiểm soát của hổ. Kết quả là hổ trắng tay nhìn con mồi đi mất. Thôi thì đành tìm chỗ khác kiếm ăn vậy. Coi như hôm nay ta tha cho ngươi.